chừng chục cây. Đủ 20 không? Không có đâu, còn rồi chắc có 10 cây. Được mấy tay lưới em? Con dân tới 30 tay rồi. Dữ vậy? Dạ. Tay dân 7-8 tay là gỡ mệt rồi. Cái này thả dưới kinh thả ha. Nhân trên đồng. Nhân trên đồng. 30 tay là nhân dân chục tay nhân cá. Mình dân về có dư mình cắt là mắm ăn. Cá này nè bà con làm ký 7-8 ngàn nè, nhưng mà khi cắt như thế này á được 15 ngàn hả? Dạ. Vậy tiền công nó hơn tiền cá rồi. 7 ngàn đi mà 15 ngàn mà không có cá gì ông bán lại nhiều nơi người ta không mua mình cắt đầu mua. Bây giờ lấy cá lên chợ ta đâu mua đâu cá cái chợ á. Đang cá bự không à. Thì bỏ cái đầu với cái ruột cũng đâu có nhiêu ký đâu. Nó đâu có nhẹ hơn nhiêu đâu. Con nữa. Con nữa hả? Còn nữa. 600 à. 600. Cũng nhiều rồi. 600 mấy, rồi. Nếu mà bao bọn cắt gì thì còn. Có hộp tôi mua 1 kg cá về mà tôi làm chả, tôi cá mang đỏ nè, tôi làm chả nó còn có 400 g mà. Tại tôi làm chả là tôi nạo. Cắt dạ phải không? À. Tôi nạo thành thử rau bỏ nó nhiều. Chứ thường thường cái linh vỏ đó, cái linh tròn đó là cắt cái hầu hay là cái hầu nó bỏ ruột đó là còn 800 g á. À. Hôm qua con mặn lọt chưa có nạo nha. Cái dảnh. Cái dảnh cái chị Vinh là 3 kg còn chứ 6. Chưa. Vậy chơi làm xong rồi cũng hao nhiều. Hao hao. Rồi mấy cái đầu này con làm gì ủ hả? Cho thằng em nó cho cá ăn cũng mới mình ủ. À. Ủ làm gì? Ủ làm nước mắm. À. Nước mắm á. Vô, bỏ. Tôi làm rồi. Còn con ăn nước mắm cá mà con đâu ít có ăn mắm cá chợ. Giờ ăn cá đồng hơn. Thì ở đây mấy người mà người ta làm cá là nhà nào cũng có cái khạp để trước á. Mà đúng ra nước mắm mình làm ăn ngon, chất lượng đạm đồ đầy đủ. Nó không chợ là có con ăn không được, con nước mắm đó. Công nghiệp không mẹ. Nó thơm thơm vậy chứ nó đâu có cái chất gì đó. Ở trong đập có tụi nó chạy trống không ta? Trong đập có. Chạy vô coi tụi nó chút thôi, cảm ơn con nhiều nha. Đập thì lúc nào cỡ này lúc nào cũng có nó. Rồi tạm biệt nha, cảm ơn hai em nhiều nha.